Cả đêm qua và sáng nay ngày 15 tháng 11, trời mưa như trút nước, cùng với đó các hồ thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn điều tiết xả lũ khiến thành phố Huế ngập sâu. Người dân cuống cuồng kê cao đồ đạc, chạy lũ trong đêm. Hầu hết các tuyến đường tại thành phố Huế đều bị ngập lênh láng, đa số xe máy phải giác bộ vì chết máy. Trong đó, các tuyến đường Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều bị ngập sâu, người dân chỉ có thể dùng thuyền di chuyển trong cơn mưa xối xả. Lực lượng công an liên tục cập nhật các điểm ngập lụt, cảnh báo người dân ứng phó với lũ. Mặc dù đã chủ động theo dõi dự báo thời tiết, nhưng nhiều người vẫn bất ngờ vì nước lên quá nhanh. Tại các khu dân cư, mọi người cuống cuồng dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để tránh lũ. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 180 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông đạt báo động 2 đến báo động 3. Vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4m. Từ ngày 14 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh này cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 15 tháng 11.